Shop nhao.vn Acli Quân giá rẻ chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin chào mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Tiên Liên. Tại vì trong ngày 20 tháng 10 thì mình làm clip biểu thuyền tặng cho tất cả các chị em phụ nữ chưa trên kênh YouTube của mình nha các bạn. Ôi trời ơi, hôm nay Như Tiên sẽ có cái trang phục Tà Linh Pháp Trượng nha. Đây là trang phục đang bằng S. Cái con tướng điều thuyền này thì mình ít chơi đó các bạn. Vì thế cái điểm thông thạo của nó thì các bạn có thể nhìn thấy không? Có chức chí à, đủ để đánh hạng thôi chứ không có phải làm ép giống như là những cái người mà chơi pháp sư gọi là điêu luyện hay là thường xuyên. Mình thì ít chơi pháp sư nhất đấy các bạn. Tại vì pháp sư là cái vị tướng mà mình chơi dù sao là yếu nhất của Liên Quân Mobile. Pháp sư với cả top là hai cái vai trò mình chơi yếu cực kỳ các bạn ạ. Vì thế nếu mà trận này mà mình phế hoặc là yếu đuối mỏng manh quá, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Trận này thì mình sẽ đi đường giữa, trang phục Tà Linh Pháp Trượng đẹp phết các bạn ạ. Hôm nay 20/10 thì không biết là các bạn nữ trên kênh YouTube của mình có được các bạn trai nào đó chở đi chơi mua quà tặng các thứ không nhỉ. Mình thì không có gì để tặng mọi người cả, đâm ra thì mình làm clip về vị tướng điêu thuyền tặng các bạn nha. Chúc các bạn vui vẻ nhân ngày 20 tháng 10 nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đặc biệt tối nay trên kênh Anh Hảo Official thì có cái MV đó. Đặc biệt nha các bạn, có cảnh nóng. Ui dồi ui, cảnh nóng lên chứ. Đó chính là MV Tan Vỡ Vì Đâu. 8 giờ tối nha các bạn, hay còn gọi là 20 giờ ấy. Đấy là có món quà dành tặng cho tất cả mọi người. Đặc biệt thì mình sẽ 10 ngày đầu doanh thu 10 ngày đầu thì mình sẽ ủng hộ đồng bào miền Trung. Đó, mong mong các bạn sẽ ủng hộ mình hơn. Ui dồi ôi, ôi 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 ôi, căng quá, mới vào thôi đã có 2-1 rồi. Cái gì đấy? Chỉ có mấy thằng ăn cướp mới giành được vãi cả trường ạ. Bây giờ giành đường là ăn đấy hả? Trời ơi, đùa nhau. Bạn làm thế là vơi đùa cả nắm đấy. Tại vì mình cũng hay giành lan lắm. Chết rồi, à không, mình giành rừng thôi chứ mình không có giành đường nha các bạn. Mình chỉ giành rừng thôi, đấy, đâm ra mình không có ăn mấy kia. Kỳ quá. Bạn nói như vậy là đụng chạm với bao nhiêu người đóng băng này. Eo tốc biến cơ à. Chơi gì mà chơi tốc biến thế? Chơi tốc biến thế là thế nào nhờ? Anh ơi, anh ra đẹp trai rồi đừng có tốc biến thế. Đóng băng cái chơi vui nào. Đóng băng, ai da, ai da, ai da, đau 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 đau. Đóng băng một cái này à, đóng băng cái này à. Càng nhờ. Trên này theo mình tranh nhằng nhau tốt. Còn theo bạn thì tranh nhằng nhau pháp sư. Pháp sư theo bạn thì có tới 2 người lận đi rác cộng ra lận. Nói chung là kèo này nói chung là hơi khó nhai đấy. Nhưng mà mình nghĩ là chơi được. Không sao, không sao, không sao. Quan trọng là đóng băng đẹp một cái là ngất ngây cơn gạt tây ngay. Mình đóng băng còn kém lắm các bạn. Không phải là kém mà mình có chơi vị tướng điêu thuyền đâu. Rất là lâu rồi không chơi luôn. Có thể nói là mấy ít nhất cũng phải gọi là 5-6 tháng rồi chứ không phải ít đâu. Có khi hơn đấy nhưng mà mình không nhớ đâu. Nhưng mà rất là lâu rồi. Ôi ít giờ ơi, đóng băng này. Đóng băng cái quầy. Ủi đồng thế. Chỗ đống này mà lên đóng băng một cái là có phải sướng luôn này các bạn. Nhưng mà mình chơi cấp 4 làm sao đóng băng đâu làm được cái gì. Ủa gì lên, gì lên, sợ cái gì. À mấy thanh niên này thì ăn dông à. Ủa ôi, thằng thì báo phóng lao, thằng thì trưởng các thứ kiểu có là điều. Xấu quá, xấu quá, thôi đi về ăn lính đây. Ô kìa, ô kìa, ô kìa, ô kìa, bé cưng ái chà chà. Thì con đi rác này một thời gian nó mạnh, được gọi là hot pick luôn. Nhưng mà bây giờ thì bớt rồi các bạn. Bây giờ yếu rồi, không như ngày xưa nữa. Bây giờ yếu đuối, yếu đuối mỏng manh. Yếu đuối mỏng manh này. Con hàng nó ngược nằm xuống. Rồi, 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 rồi. Chơi, 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 chơi nó. Bắn nó, rồi xong, rồi xong. Ủa, tướng đi rách ra bạn nó đặt cái chiêu cuối mà cuối cùng vẫn bắn xuyên qua chiêu cuối luôn à. Ghê nhờ, đáng sợ nhờ. Khiếp nhờ. Ghê quá, ghê quá. Ghê quá, đâm ra mình phải ăn rồng cho đỡ ghê thôi. Ăn dòng đi các bạn, mình về mình farm lính cái đây. Tại vì đâu còn ai đâu, đâu còn ai đâu, đâu còn ai ngăn cản các bạn ăn dòng đâu. Xem bạn không đủ cửa. Ừ? Oh. Ui dồi ôi, 2-1 không chuột cũng què. Các bạn làm như vậy là sai rồi. Mình thấy các bạn sai lắm ở đây. Sai lắm, Salim, Salim Muzin. Đóng băng nè. Đọng đầu sạch chạy nhanh như là con thỏ vậy. Thế này làm sao mà chơi đây? Trong bụi đúng không? Trong bụi đúng không? Không có hả? Không có. Đậu xanh nó đã long nhong đi về mất tiêu rồi. Vãi trưởng. Cái trang phục này này có ký hiệu kỹ năng đẹp phết các bạn nhỉ. Màu tím tím ý.
nó cứ tím tím ấy các bạn. Rồi, phang nhau đi, đóng băng này, tiếp tục ạ, đóng băng này, ulti nè, tiêu, em xin, trời ơi, một mạng đầu tay, đánh mãi cuối cùng cũng ăn được một kill các bạn ạ, mừng quá, mừng rớt nước mắt, rơi nước mũi, chảy nước miếng ra, đóng băng nè, chơi, ấy ôi, và đấy nếu mà bị tưởng cà phê đi tay mình không ăn được thì mình cũng đóng băng xong mình quốc kê một chiêu một nữa đảm bảo vị tướng đi rách các bạn chết ngắt. Cắt luôn một câu, mình tính đam chuẩn lắm. Nhưng mà cái kết vị tướng cà phê đi nó xịt phát chiêu một cái loi phèo. Ui ôi sợ quá. Kinh quá. Đáng sợ quá. Thế là mình không ăn được mạng thôi, có sao đâu. Rồi xong bé Murat teo rồi. Gặp ra nó đủn, nó đẩy này đóng băng này. Đi đâu mà vội mà vàng. Đóng mong một phát là loi hàng ra ngay. Chơi nó. Ôi giời ơi. Đóng băng này nhanh quá nhờ. Thế là bé ra cô teo lòi hàng rồi. Xấu thế. Chơi gái lòi hàng ra. Eo ơi kỳ quá. Ngại quá. Từ từ. Bình tĩnh. Từ từ. Ra bao nào. Bay em ạ. Ui giời ơi mình gạ tình từ nãy giờ. Anh em bạn phải cho mình ăn chứ. Mình khều quá trời khều luôn. Error em bạn thấy mình sushi baby quá. Bạn ấy ăn mình. Cũng không bảo nó gõ cái chết toài. Chán nhờ. Buồn quá bạn ạ. Buồn quá đi. Vô đây mà kiếm chuối đây bạn ơi. Vô đây để kiếm chuối đây bạn ơi. Ew. Boom, peng. Chém. Xông lên đi em ơi. Bùm. Vô. Gõ đầu nó. Rồi xong. Ô error cho bạn kìa. Ê. Chạy à? Để đó mình chặn đầu nó cho. Chạy đi bạn ơi, chạy đi bạn ơi. Đừng có sợ mình nhau. Chơi bục phá trời. Bó tay ta ra luôn, chơi game kỳ quá. Chạy lòng cái bục phá cái chết ngóm cú tỏi luôn, mình còn chưa kịp xài chiêu nữa, bạn ấy đã chết mất rồi. Kỳ cục vậy. Sao kỳ quá vậy? Hello. Ui. Mọi người xem clip của mình đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bùm. Chơi nó. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. À, đồng nào, đồng nhá. Ở đây mà đóng băng một phát hai người mình ulti một cái đảm bảo không phê không tính tiền. Rồi xong, này thì lầy gối này, chạy cối này. Em xin. Đóng băng một người thì đây. Và đấy mà đóng băng hai người là mình ulti một tốc biến vào một cái là quạc. Trời sướng lắm luôn anh các bạn. Thì mà đóng băng chỉ cần ba người trong tem một cái xong rồi ulti một cái này. Ê, bay. Rồi tính ăn mình đấy các bạn. Trời ơi, không dễ đâu bạn ơi. Sai rồi, suy nghĩ đó là sai lắm rồi đấy. Tốc biến liền. Nguy hiểm cận kề mà cái là chạy liền các bạn ạ. Không đây đứng lại một cái là tèo. Tèo ngay, đang bất tử mà. Mình thì trên điêu thuyền thì không đánh được ok cho lắm, tâm ra chỉ hỗ trợ thôi các bạn. Có trận được 6 kill liền, ghê gớm. Đúng không bạn Caffini? Ui dồi, bạn Caffini bắn trụ luôn á. Eo ơi, ê, đọc băng. Nào, chơi, lại ăn mạng của Hảo rồi, kỳ cục vậy, người ta đóng băng đẹp thế cơ mà. Error em bạn là cứ gọi là xuống một cái là được đóng băng liền, sướng quá nghe trưởng ra luôn. Vô đây, chơi nó. Ở bà vô lý ha. Có ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ, không có ngày đàn ông ngày bao nhiêu các bạn nhỉ? Mình chưa thấy nghe nói ngày đàn ông bao giờ. Mấy sao, như nào tới ngày đàn ông mình phải làm clip tặng với bạn con trai mới được ấy.
Chứ tặng bạn gái không, không thấy tặng bạn trai thấy kỳ lắm. Ê, lại đóng băng này. Ê, trời ơi. Quá, mình không ăn à? Bạn nào ăn mất tiêu rồi? Sao kỳ vậy? Tao đánh hay không? Ừ, hay. Trời ơi, hay lắm. Yes, bạn đánh rất tuyệt vời. Đánh hay quá trời luôn, cho sờ mông sờ má cái. Vô. Chơi luôn anh ơi. Boom. Ủa, cứ bây giờ đi rách các bạn không biết xài chiêu cuối hay sao ta? Chiêu cuối trưởng Kametuko ấy. Trưởng cái boom đâu ta, từ đầu trận đến cuối trận không thấy luôn, đi rách xài luôn á. What the hell? Lỗi lầm gì vậy? Lầm lỗi là đóng băng này, hư này. Ôi, bạn ơi, cứu mình với bạn ơi. Nó đóng băng lòi vèo lại đi đâu con sâu. Trời ơi, đang ulti ra đẹp như trong mơ. Thế mà cùng cái thằng đi, cái thằng gọi là... Khốn đà, thành viên, tốt cho bạn, nó lại đè mình ra, nó ulti vào mặt, đau thế. Buồn luôn. Đó, hay quá bạn ơi, bạn hay tuyệt vời. Có buổi sáng em mình là bạn hay lắm rồi đó. Hay lắm bê yêu, hay lắm cục cưng. Hay lắm nha cục cưng ơi. Còn bé yêu đi cho nó chất. Ít rồi. Để yêu bé yêu, bé yêu đồ ha. Ít rồi. Ngon. Ok. Win luôn rồi hả? Chưa kịp làm gì mà xem bạn đã thua sấp mặt rồi à? Ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình nhé. Nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bạn nào muốn mua nick thì vào số của mình dưới phần mô tả video ấy.